bright moon. Clear and bright, like the glow. The iron defense line has disappeared. Skin này xấu lắm em ơi, thiệt. Kêu giờ mẹ cho tiền mình mua skin này mình cũng mua á. Mua cũng được, nói chung mua quýnh cũng được thôi. Má đẹp nó chưa đẹp đâu. Mẹ nó găng, lúc em bị găng 5-6 bát, anh em có thấy không? Sao thấy được? Nói không, em đem áp lực mít nữa nè. Di chuyển cỡ này rồi đó. Thằng vũ cá thua đường vậy á, thằng này. Này đòi quýt với đời sai. Hay anh Công ơi. Mày giỡn. Mày gặp thần giới thì con ơi. Our Dragon Lane Tower is under attack. Mày gặp thần giới rồi. Ao dây nè anh em. Mày nè. Ao dây mày nè cu. Quýnh đó bạn. Giỡn hả mạng. Quá mạnh. À thêm thằng này nữa. Nạn nhân này, nạn nhân này. Má quýnh game quá hy sinh. Top gap. Yuka thở không nổi rồi. Quá ghê. Ok anh em nè. Anh em nào chơi vô nha. Anh em phải biết quýnh top hy sinh. Mình đánh là mình đánh theo dạng top hy sinh á. Nên anh em đừng nhìn vào KDA. Sự hy sinh của mình lớn lao lắm. Con này anh em xem anh em mới thấy hiệu ứng thôi, còn người quýnh không thấy đâu. Người cái mà hiệu ứng hai bên biển á mọi người. Xin luôn bà luôn. Hà Yuka này chỉ có bạn lĩnh nhắm quýnh với mình là khi nó có đồng đội thôi. Thấy chị kia này không mượn lắm nha. Mày lướt qua à, quên cái tường mới này phải đó lướt không qua được anh em ơi. Mình quên. Hôm nay hướng dẫn anh em cân hai nha. Má cầm cái vị trí top câu kéo nó mệt quá. Công ơi lấy từ trụ mít đi, lấy trụ mít đi. Đi top đúng cách. Đi top đúng cách là như thế nào? Khi bạn nằm xuống mà tem vẫn đổi được các mục tiêu quan trọng như là trụ và các con gọi là những cây sơ và đồng. Đó là một cái chết đúng cách. Bài học thứ nhất hôm nay. Fit không phải là ngu. Mà nó gọi là gì? Gọi là sự tính toán của mình. Chết mẹ ơi, tổ dạng gì vậy? Dồn nó đi, má nó hết chiêu rồi, dồn đi trời. Này mày giỡn mày. Từ làm cái solo kill như thế này. Mẹ mày nó mạnh quá anh em ơi. Đồ bị nhảy trâu quá phải lo. Thằng Yuka bước ơi làm lại cái Innova đi đừng có chạy nữa. Hơn đồ hơn cấp mà sợ trời. Ở lại mình quýnh như hai thằng đàn ông nè. Đám anh khùng.
mà anh hùng. Yuka quýnh nhát quá. Ừ, má mày, mày đứng đó đi, mày đứng đó mày bắn đi. Em cậu được cái bên này đó. Còn thằng nào? Làm gì vậy? Má, quýnh kỳ vậy anh em? Làm cái này anh em quýnh kỳ vậy? Thôi em đừng đi ngủ Phương ơi. Em đi ngủ là sai lầm đó. Bài học giờ mới vô tí nè. Nhóc cơ ở đây à. They are just flowing eastward with the water, clear and bright, like the glow of the blazing sun. Thằng kia đâu? Thằng kia đâu? Enemy ultimate. Lên vô. Kỳ vậy anh công, kỳ vậy anh công. Đập mặt ra tướng kìa. Ca nó rồi một combo chết tôi. À, anh công đổi tướng nha em ơi, má quýnh này kỳ quá. Con này không mượt bằng con lửa được. Thằng Ken này nãy mình vô cái con AD nó hết chiêu 2 rồi. Vô AD nó hết chiêu 2 mà thằng Ken nó đi bắt đi, nó vòng quá tìm đi đắt chứ không biết, uổng thiệt. Our base tower is under attack. Cái này cứ dụ ao dây mình thôi. Này nó cứ dụ ao dây mình thôi. Nó bắn ngất đó anh công ơi. Không kéo rồi. Cộng đi à, anh cộng đi à, anh cộng biển ngáp rồi. Đúng rồi anh ơi. Đợi biển trở lại trận đấu. Người kiếm Yuka solo kill ai. Giỡn. Này giỡn. Đừng có thay á, đừng nói nhìn map tốt á. Thề luôn cái skin này nặng lắm. Anh em vô quýnh em thấy à, skin này nặng lắm. Chạy đi anh công ơi. Công bắn không mất máu luôn vậy. Thằng này dí ghê chạy. Cứng ngắc à, mấy skin cứng quá.